Hạng 1 nội dung scooter 160 phân khối. Hạng 1 phần thi sport 150 phân khối tại HTV Series 2024. Cùng vô số những thành tích đáng tự hào khác mà tay đua Nguyễn Vũ Phương đã đạt được trong sự nghiệp của mình. Không chỉ ngưỡng mộ về tài năng, người hâm mộ còn ấn tượng với Vũ Phương còn là vẻ bề ngoài của chàng thư sinh cùng tinh thần khá học hỏi, cầu tiến. Đó là lý do vì sao trong các giải đấu luôn có rất đông người hâm mộ đến trường đua để ủng hộ cho chàng trai này. Thế nhưng có một điều mà ít ai ngờ đến, Nguyễn Vũ Phương năm nay chỉ mới 20 tuổi. Vậy làm sao chàng trai này có thể gặt hái nhiều thành công đến như vậy? Hãy cùng đến với Thể thao là cuộc sống kỳ này. Như vậy xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Thể thao là cuộc sống của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay sẽ là một tập phát sóng mà Như Bình nghĩ rằng rất là phù hợp và cũng như là sẽ được quý vị khán giả, những ai yêu thích mô tô, yêu thích tốc độ sẽ chờ đón. Bởi vì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vận động viên mô tô và chắc hẳn là tập phát sóng ngày hôm nay thì Như Bình sẽ phải tăng tốc độ nói của mình nhanh hơn so với mọi lần một chút vì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vận động viên mô tô Nguyễn Vũ Phương. Xin chào bạn. Chào Như Bình, chào mọi người. Bình thường Như Bình theo dõi các hình ảnh của bạn trên các nền tảng mạng xã hội cũng như là các thông tin và theo dõi cuộc đua thì thấy bạn khá là ngầu khi thi đấu. Thế nhưng mà ngày hôm nay ở đây thì Như Bình lại nhìn thấy là một hình ảnh của giống như là một chàng sinh viên rất là hiền lành, rất là rụt rè, nhút nhát. Không biết là ở bên ngoài thì hình như là bạn khác hơn nhiều khi mà thi đấu đúng không? Đúng rồi. Thì cái lúc mình thi đấu thì nó sẽ có nhiều cái nó xung quanh mình hơn. Giống như là về tâm lý thì mình phải khác hơn, mình phải vững tâm lý hơn để mà nó sẵn sàng cho cái việc mình chiến đấu. Còn ở bên ngoài thì mình vẫn là mình thôi. Mình cứ hòa đồng với mọi người, nó vẫn sẽ hay hơn. Cũng bật mí với quý vị khán giả là nếu như mà nhìn Vũ Phương ở trên đường đua thì sẽ không nghĩ rằng đây là một bạn trẻ, rất là trẻ và như mình phải gọi là em luôn á. Đó là sinh năm 2004, trẻ như thế đã có rất là nhiều những thành tích khi mà thi đấu. Thì như mình thắc mắc nha, là không biết là bạn bén duyên với sự nghiệp đua mô tô này là từ năm bao nhiêu? Lúc mà mình biết tới cái môn này, nó sẽ nằm trong khoảng năm 2020. Lúc đó là lý do tại sao mà bạn biết đến môi trường đua xe chuyên nghiệp này? Ai là người dẫn bạn đến với nghề? Lúc đó thì mình chỉ là đi ngoài đường bình thường thôi. Thì mình thấy có một nhóm của những anh kia, anh đạp xe. Mình mới vào đó để mình xem thử. Thì sau rồi trong đó thì mình mới biết được có những người bạn họ cũng bằng tuổi mình và họ cũng tập xe nhưng mà họ hỏi chung sâu hơn. Thì nó lại là bắt các bạn tập để mà đi đua. Thì mình cũng thấy cái việc đi đua này mình chưa bao giờ nghĩ tới. Mình chưa nghĩ tới cái việc là ở Việt Nam mình sẽ có đua xe chuyên nghiệp. Đua xe chuyên nghiệp. Và nó chính đúng hơn là nó sẽ đua xe trong trường đua và có đồ bảo hộ chứ không phải là đua xe như mình nghĩ từ trước tới giờ. Bạn nói là bạn muốn theo nghiệp đua xe mô tô ấy thì ba mẹ của bạn có biết hay không và có ủng hộ hay không? Tại vì như mình thật sự nghĩ nhá là sẽ rất là khó vì ở Việt Nam thì bộ môn đua xe mô tô này chưa thật sự được phổ biến quá nhiều đúng không ạ? Đúng rồi. Về cái việc đua xe mô tô thì mình cũng lần đầu tiên mình cũng có nói với ba mẹ là mình con muốn đi đua xe này kia. Mà nghe tới đua xe thôi là mọi người kiểu đây đua xe mà liền. Là mọi người đều sợ, mọi người nói là đua xe là một cái môn gì đó nó rất là trái phép, nó nguy hiểm. Nhưng mà mình mới phân tích là con đua xe, con đua trong trường đua chính quy và nó được sự cho phép của nhà nước thì nó đảm bảo an toàn và nó có những cái biện pháp an toàn dành riêng cho con thì con mới tham gia. Những thời gian đầu thì mọi người vẫn chưa tin và vẫn chưa cho phép, mà mình cũng cố gắng mình chứng minh, nó thẳng là mình trốn mình đi, mình cãi lời, mình trốn mình đi luôn. Bây giờ thì ba mẹ là có ra để ủng hộ và cổ vũ cho bạn khi mà bạn đi đua không? Cổ vũ thì chắc chắn sẽ có, nhưng mà để mà đi xem thì hầu như là chưa bao giờ. Vì ba mẹ thì nói chung nó thẳng là ba mẹ rất là sợ tốc độ. Đúng, sẽ rất là sốc đúng phụ không? Phụ huynh thì rất là sẽ sợ tốc độ cao, mà lại còn thấy thêm cái hình ảnh mà con mình chạy trên đường đua nữa thì nó rất là hồi hộp và không biết được là nó sẽ như thế nào, sẽ có những cái diễn biến gì sắp tới. Đúng là các bậc phụ huynh thì sẽ rất là lo, đặc biệt á nếu như mà yêu thương con nhiều á thì sẽ cảm nhận được là ôi
lo quá, giờ con mình đi đua thì có bị làm sao không, lo cho lỡ con may lỡ may mà gặp chấn thương thì như thế nào. Thì như mình hiểu được cái tâm lý chung của các bậc phụ huynh, thì sau thời gian mình đua thì mình chứng minh được là mình làm được cái việc đó và cái việc mình làm nó an toàn, thì dần dần mọi người không còn nói nhiều nữa. Mọi người đã nghiêng về cái phía mình nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn. Bây giờ là bạn sẽ sinh hoạt ở trong một câu lạc bộ riêng nữa đúng không? Sinh hoạt câu lạc bộ thì không hẳn là sinh hoạt, tại vì câu lạc bộ thì mình chỉ đến khi nào mình bắt đầu giải thôi. Bắt đầu giải thì mình mới đến thôi, còn trong thời gian đó thì mình vẫn đi làm những công việc riêng. Nhưng mình sẽ trợ giảng hoặc là mình sẽ hướng dẫn những cái cách chạy xe cơ bản cho mọi người. Wow, có thể là ngoài là một vận động viên đua xe mô tô chuyên nghiệp, bạn cũng là trợ giảng nữa. Đúng rồi. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn không? Giống như mình sẽ hướng dẫn cách chạy xe côn, hoặc là những cái cách mà nó làm sao để mình an toàn trên đường đua. Hoặc là, tức là trên đường đua thì sẽ là những bạn tập đua giống như mình, là những bạn mới vô. Có nghĩa là tạo ra một cái môi trường thật sự chuyên nghiệp và sẽ đào tạo ra những lứa kế cận tiếp theo. Đúng rồi. Mình, nó sẽ đi theo cái hướng mà nó chuyên nghiệp hơn, chứ nó không phải là một hướng xấu. Vậy thì khi mà mới bắt đầu á, lúc đó là như bạn cũng chia sẻ là bạn tự tìm hiểu nè, rồi cũng sẽ cùng với câu lạc bộ là bạn bè nữa. Thì lúc đó là chắc hẳn là sẽ phải có rất là nhiều khó khăn đúng không? Đúng. Thì đâu là cái khó khăn mà bạn nhớ nhất vào khoảng thời gian đó? Cái khó khăn mà mình nhớ nhất nó là giải đua mà mình... lúc đó là cái trước giải đua là mình bị tai nạn ở ngoài đường. Là bị chấn thương. Đúng rồi. Là nó không phải là chấn thương nặng, nó chỉ là chấn thương ngoài da thôi, nhưng mà nó hầu như nó lát hết một phần người bên này của mình. Thì trong suốt 2 tuần mình ở nhà mình dưỡng thương, rồi mình không liên lạc với mọi người, mình không tập luyện, mình không đi đâu hết, mình chỉ ở nhà mình dưỡng thương thôi. Thì mình biết sau 2 tuần nó sẽ tới ngày đua của mình, mà mình tập luyện suốt 2 năm để mình chuẩn bị cho cái ngày đua đó, thì mình phải dành ra cái thời gian để mà mình chữa lành cái cơ thể của mình trước. Thì tới ngày đua thì cái cơ thể của mình nó vẫn chưa lành hẳn, nó vẫn còn cái lớp mài, phần da nó bị thương, nó còn nằm ngoài. Thì mình mặc giáp vô, nhưng mà mặc bộ giáp vô ở đâu là sẽ đau rồi đó, mà mình mặc vô thì bộ giáp nó bó mà, mình càng di chuyển nó sẽ càng đau. Thì cái ngày đó là cái ngày mình tập luyện mà mình cảm thấy nó đau và nó khó xoay sở chứ, mà cũng cố gắng để mà mình kiếm được một cái vị trí nó đứng ở trong đó. Mình qua được cái vòng tuyển chọn, mình đã thấy mừng rồi. Mình vừa được vô cái vòng tuyển chọn, trong đó chỉ có, lúc đó chỉ có 7 người thôi, mình lại là cái người đứng ở cái vị trí nó cao nhất trong đó. Wow, là top 1. Cái phần bóng giờ của mày để mà chọn ra vận động viên để mà vui trong cái hạ, mình cũng thấy rất là vui. Mình sao ngày hôm đó là về mình rất là buồn, bởi vì cái cơ thể của mình nó không đáp ứng đủ. Cái khoảng thời gian mà từ 2020 đến hiện tại khi mà bạn theo cái con đường này á, thì bạn có nhớ được là mình đã bao nhiêu lần gặp chấn thương không? Những lần gặp chấn thương thì mình không nhớ rõ, nhưng mà nếu mà nói quịch ra thì trên cái sân Đại Nam có bao nhiêu cua là mình sẽ té hết tất cả những cua đó. Mà chấn thương nặng nhất vẫn là cái cua 1. Thì đợt đó mình tập luyện là mình kiểu như mình chưa có chuyên sâu à, mình chỉ nghĩ là mình làm sao để mình cảm thấy thoải mái nhất. Mình mặc cái bộ giáp vô mình cảm thấy thoải mái nhất là được. Cái chấn thương đó là mình nhớ tới bây giờ luôn, thậm chí tới bây giờ cái hậu chấn thương nó vẫn còn. Đó là cái lưng. Mình chưa bị chấn thương nặng về xương nha, nó chưa có gãy xương thì nó là rất là may. Xương đòn mọi người gãy rất là nhiều, và tay như là chân mọi người bị rất là nhiều, nhưng mà may sao thì mình vẫn kiểu là trộm vía thì mình vẫn chưa gặp. Nhưng mà hậu chấn thương đó là nó như thế nào? Nó bị cái lưng của mình nó bị đập vô bởi cái yên của cái xe. Đó là mình khi mình trượt, mình lao ra ngoài sỏi, thì cái phần sỏi đó nó có đất ở dưới nữa, nó không có là mặt sỏi không, thì nên là cái xe của mình nó không có hạ tốc độ lại được, là nó lao thẳng trong lớp luôn, vừa lao vừa là cái xe nó dừng lại luôn. Cái người của mình nó bị bay, nó lộn đi mấy vòng, khi mình rớt xuống thì cái lưng của mình nó đúng là phải có giáp lưng, mà đằng này nó không có ép lưng, nên là cái lưng của mình bị tức, nó bị chấn thương vào địa điểm. Lúc mà mình rớt xuống, mình chỉ nghĩ là làm sao để thở được cái đã. Tại vì khi mình rớt xuống, mình té xuống xong rồi,
nó diễn ra rất là nhanh. Phần phát một là mình nhìn lên trời là mình hít vô không được, mình thở ra cũng không được, mình bị tắc thở rồi, là cái người của mình nó cứ ngắt luôn, mình không thở được luôn. Khoảng chừng 30 giây mình mới thở được, mình phải thở từ tí từ tí từ tí từ từ mình mới tăng lên, tới nỗi mà tới khi mà tất cả những anh trong cái trường đua đó đi ra tới nơi đi rinh mình lên băng ca rồi mình mới thở được lại bình thường. Đó là mình nói chuyện không được luôn. Thì tới khi ra ngoài trạm xá để mà mình chụp X quang mình khám lại thì đó là mình mới thở được, mà đi thì cũng đi không xong mà ngồi cũng không được. Lúc mà lên xe mà chở mình về nhà thì mình chỉ có nằm thôi. Mình mất bao lâu là mình bạn mới hồi phục lại được? Đằng đó mình mất khoảng 2 tháng. 2 tháng mình mới di chuyển lại như bình thường được. Đấy là có rất là nhiều khó khăn, và đặc biệt là cũng sẽ có rất là nhiều rủi ro mình có thể gặp phải, đúng không? Nhưng mà điều gì đã níu giữ bạn để bạn có thể luôn giữ được cái niềm đam mê, cái lửa đó với cái bộ môn này? Mình thấy đó là một cái duyên. Như mình làm những công việc khác thì mình cảm thấy nó không có thú vị, nhưng mà đối cái môn này thì mình càng làm mình càng thấy hăng say, mình cảm thấy mình muốn chứng tỏ là mình là ai và mình lại có được cái vị trí nào ở trong cái môn này. Mình muốn thi đấu, mình muốn được cọ sát với mọi người, mình muốn đứng trên bục podium nhiều hơn, mình muốn có hình ảnh đẹp hơn, nó nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Và muốn chứng tỏ được rằng là với bộ môn này thì bạn có thể đi xa và có thể giúp bộ môn này ngày càng phát triển hơn, cũng như là được nhiều người biết hơn ở Việt Nam, đúng không? Đúng rồi. Mình muốn chứng tỏ là cái môn này nó thật sự là một cái môn lành mạnh, chứ không phải là một cái môn mà mọi người nhìn vô mọi người nói là đây là một cái môn nó nguy hiểm quá. Nguy hiểm. Vậy thì theo bạn nhé, là ngoài phần thưởng giá trị về mặt vật chất khi mà mình đứng lên bục podium đi, thì đâu là cái phần thưởng lớn nhất mà bạn nhận được khi mà theo đuổi bộ môn này? Đó là cái tinh thần. Về tinh thần. Về tinh thần. Mình phải có tinh thần chiến đấu, mà nó trắng ra nó là háo thắng. Thì mình khi mà mình đạt được cái chiến thắng đó rồi, mình cảm thấy rất là vui, và đứng trong một cái bục tinh thưởng cao nhất thì mình cảm thấy rất là vui vì mình đã cố gắng hết sức và cái công sức mình bỏ ra nó thật sự xứng đáng. Vì mình cũng đầu tư và bỏ rất là nhiều tâm huyết vào bộ môn này, đúng không? Đúng. Và cũng đánh đổi bằng rất là nhiều thứ. Thứ nhất là thời gian, thứ hai là về cái sự rủi ro mà nó mang lại nữa. Nhưng mà quan trọng nhất thì vẫn là phải là tập luyện để mình đảm bảo được những cái phần rủi ro nó hạn chế xảy ra nhất có thể. Thì ngay sau đây thì chắc là sẽ nhờ Nguyễn Vũ Phương chia sẻ với quý vị khán giả của Thể thao là cuộc sống thông qua đoạn video clip một ngày của bạn sẽ diễn ra như thế nào nhé. Xin mời quý vị. Hoàng Nam và Vũ Phương quyết định thách đấu thể lực với nhau để có động lực tập luyện. Không biết sao, nhưng cứ thử đã nào. Đầu tiên sẽ là 10 phút khởi động làm nóng cơ thể. Đối với các vận động viên thể thao, dù là luyện tập hay thi đấu, thì việc khởi động là quan trọng nhất, ảnh hưởng không nhỏ đến yếu tố thành bại của mỗi người. Tiếp theo là bài tập squat, mỗi người sẽ thực hiện 30 lần. Độ khó cứ thế tăng dần trong bài tiếp theo với 30 lần hít đất. Đây là bài tủ rồi nên trông Hoàng Nam tự tin hẳn. Và tưởng chừng như đã hết rồi, nhưng không. Sau đó là chạy bền 10 vòng sân và chạy tăng tốc ở vòng cuối. Hoàng Nam đã rất cố gắng, nhưng lần này Vũ Phương là người đã bứt tốc tốt hơn ở những mét cuối cùng. Thật sự rất mệt quý vị ơi, dù là mình cũng là một người vận động thể thao hàng ngày nhưng mà thật sự quá mệt Phương ơi. Nhưng mà Hoàng Nam tin rằng dường như đây chỉ là một cái trong những bài mà khởi động nhỏ của mình thôi, đúng không? Sẽ còn thêm nữa. Dạ đúng rồi, vì cái chương trình thì mình cũng không có nhiều, nên là những cái bài tập này hồi nãy giờ đó là những cái bài tập cơ bản thôi, và nó cũng chưa, hầu như là nó chưa hết những cái ý mà mình muốn diễn đạt tới cái phần khởi động này. Tại vì nếu mà chuyên sâu vô thì nó mất rất là nhiều thời gian. Những cái bài tập này nè, nó sẽ giúp ích như thế nào trong các kỹ thuật của mình, giống như là ôm cua hay là tăng tốc? Vì như phần chạy bộ thì mình có thể mình tăng nhịp tim của mình lên, để mình khi mà thời gian dài mình sẽ không bị mệt, mình sẽ hạn chế mệt hơn, mình sẽ bình tĩnh hơn. Và cái chân của mình nó sẽ được cứng cáp hơn và nó sẽ không bị mỏi nếu như mình lật xe qua lại trong những thời gian dài.
và cái phần hít đất mình sẽ cố gắng mình tập thiệt là nhiều, mình làm quen nó để khi mà mình phanh lại mình sẽ giữ cái tay của mình nó chắc hơn, nó không bị mỏi ở hai phần tay, cụ thể hơn là nguyên cái phần cơ người của mình luôn, nó sẽ chắc hơn và nó không bị mỏi. Và mời mọi người sẽ chạy chung với mình ở một cái dòng sân này thử xem là nó sẽ có những điều gì khác biệt. Thử thách đầu tiên cho Vũ Phương đó là tình hình thời tiết khi trời lúc này đã mưa nhẹ. Nhưng với những gì đã thể hiện ở các sân chơi trong nước và quốc tế, tay đua 20 tuổi tỏ ra rất tự tin. Kỹ năng thuần thục, sự tự tin và am hiểu xe cũng như đường đua là điều mà vận động viên Nguyễn Vũ Phương sở hữu. Dường như đã quá quen thi đấu với điều kiện thời tiết như thế này, thế nên ở vòng phân hạng nội dung SB 150 phân khối, chàng trai này đã xuất sắc xếp thứ nhất dù lúc đó điều kiện thời tiết không ủng hộ. Cái cách mình kiểm soát cái xe trong điều kiện thời tiết trời mưa thì nó rất là quan trọng. Như trời mưa thì mình sẽ không thể nào mình nghiêng xe giống như là trời nắng được. Mình phải dìu cái xe đi qua cái cô đó một cách nó trơn tru nhất, nhưng mà cũng phải nhanh nhất, nó cũng phải nhanh hơn các đối thủ để mình có thể mình bỏ xa và mình phải phần cần phải mình dặn ống ga cho thế nào đó cho nó mượt nhất mà nó không có bị quá cái giới hạn của cái vỏ xe lúc mà ở trên điều kiện trời mưa. Và thông qua những bài tập thể lực hàng ngày của mình thì Phương có một cái điều gì muốn nhắn nhủ lại với lại quý vị khán giả xem đài không? Đối với em thì cái việc tập thể lực nó rất là quan trọng. Và song song với việc tập thể lực đó thì mình vẫn sẽ có thêm những cái bài tập cơ bản từ thời tiết, đường nắng cho tới cả đường khô để mà mình có thể làm quen được tất cả mọi điều kiện mà mình gặp phải trên đường đua. Thì trong môn của em thì thể lực tốt thì đua mới tốt. Thì mong mọi người có thể tập luyện thể lực, và có nghĩa là mình vừa tập luyện thể lực, mình vừa tập luyện xe song song đó để mình có thể làm những việc khác, giống như là mình đi tour chẳng hạn, hoặc là mình đi đua mình sẽ cao hơn. Và thể lực tốt thì mình làm những công việc hàng ngày nó cũng sẽ thoải mái hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Bạn giành chiến thắng ở cả hai nội dung là tay ga 160 phân khối và sport 150 phân khối, thì bạn đã tập luyện cả hai dòng xe này trong một khoảng thời gian trước khi giải diễn ra luôn hay như thế nào? Thì trong cái khoảng thời gian mà trước khi cái giải diễn ra thì mình cũng đã có tập luyện những cái dòng xe như là tay ga. Tất nhiên thì cái dòng xe tay ga nó là một cái dòng xe mới được phổ cập vào trong cái giải đua lần này. Thì mình phải tìm hiểu và mình nâng cấp những cái thứ mà nó liên quan tới cái phần vận hành của cái xe. Mình làm sao để cho nó chỉnh chu nhất, nó an toàn nhất và nó phù hợp nhất để mình đưa vào cái giải đua, để mình có thể chạy nhanh trên cái xe đó mà nó không xảy ra một cái hiện tượng chao đảo gì cả. Thật sự là rất là đáng nể khi mà ở một độ tuổi rất là trẻ như là Phương mà mình đã có thể giành chiến thắng ở cả hai nội dung khác nhau. Lý do tại sao mà bạn lại cạnh tranh luôn cả hai nội dung mà không phải là một? Mình cảm thấy là cái duyên thôi. Ban đầu thì mình chỉ nghĩ là mình sẽ chạy cái hệ tay ga thôi. Tự nhiên mình chú tâm vào cái hệ tay ga nhiều hơn, tại vì nó là một cái hệ mới. Mình muốn đưa nó cái làm cái giải đua này thì nó sẽ có liên quan tới tay ga, là cái giải mới. Thì mình muốn tìm hiểu thử xem cái tay ga mình đưa vô trong sân đua nó khác gì với những cái xe trước kia mình đua. Thì mình tìm hiểu và mình đã tập luyện với nó trước đó rất là thời gian rất là nhiều. Thì nó khoảng đâu đó khoảng chừng rất là nhiều tháng nó, cái giải đó nó diễn ra. Thì mình tìm hiểu. Thì song song đó, trong thời gian cái giải nó chưa diễn ra thì đã có thêm một cái hệ nữa, là cái hệ SB 150. Thì mình cảm thấy là cái hệ này nếu như mà nó đua chung với lại tay ga mà mình chạy riêng riêng hai hệ thì nó có khác gì không, nó có phải thích nghi như thế nào, nó để mình bắt kịp. Tại vì mình cảm thấy là những cái giải đua nước ngoài thì có những vận động viên họ cũng chạy từ cái xe này xong cái giải đua đó họ cũng chạy qua một cái xe khác, cũng nhưng mà cũng là xe số thôi, nhưng mà họ chạy liên tục. Vừa xong cái hệ đầu tiên là hệ sport, tới cái hệ thứ hai là hệ Omnibon. Thì họ thay phiên nhau họ chạy liên tục. Hoặc là những cái hệ mà họ chạy sport ở phân khối nhỏ, trong họ vừa chạy xong họ lại chạy lên một cái hệ phân khối nó cao hơn. Thì mình không biết được là cái thời gian đó và cái sức khỏe của họ như thế nào. Thì mình cũng muốn thử xem là cái việc mà mình chạy cái tay ga đó, mình vừa chạy xong cái hệ tay ga rồi mình nhảy vào cái hệ SP thì nó có khác biệt gì không. Tại vì từ trước giờ mình chỉ tham gia là một hệ duy nhất thôi. Đúng. Mà mình đã thấy rất là mệt rồi. Mà bây giờ mình thử mình quất luôn hai hệ coi nó có khác gì nhau không.
là đẩy cái năng lượng của mình nó lên, đúng rồi, mình tối đa đó đúng không? Mình đẩy cái cơ thể của mình nó ngưỡng chịu đựng của mình cao nó lên, qua đi cái mức chịu đựng của mình luôn. Ban đầu nhé, khi mà nghĩ đến bộ môn này thì như mình sẽ chỉ nghĩ là chắc là bộ môn này chỉ cần tốc độ thôi, nghĩa là ai chạy nhanh nhất thì sẽ giành chiến thắng. Nhưng mà nghe khi mà bạn chia sẻ như vừa rồi á thì tôi nghĩ là hình như cần phải có rất nhiều chiến thuật bên trong nữa đúng không? Đúng rồi, như mình mình vừa có thể lực, mình vừa phải có chiến thuật, và cái cách chạy của mình nó phải khác nữa. Mình phải tính được là mình sẽ chạy ở đâu, mình phải biết được là đối thủ của mình là ai nữa. Thế là mình phải biết được là cái cách chạy của mọi người thế nào nữa, để mình có thể mình vượt lên họ ở chỗ nào, cái chỗ nào họ mạnh, cái chỗ nào họ yếu, mình sẽ canh ngay cái điểm yếu của họ để mà mình qua họ. Tôi đã hiểu rồi, thì ra là vẫn cần phải có rất nhiều chiến thuật, đúng rồi, cho từng khúc cua, từng đoạn đường một. Và như như mình cũng biết thì bạn đã thi qua rất là nhiều những cuộc đua khác nhau ở trong nước và quốc tế cũng có nữa. Nhưng mà gần đây nhất thì là bạn tham gia HTV Series. Thì với sân chơi này cũng là một sân chơi mới, không biết là bạn có một trải nghiệm như thế nào? Mình cảm thấy cái giải này nó rất là thú vị và nó rất là vui. Vì lần đầu tiên mình tham gia một cái giải đua mà nó có rất là nhiều người tham dự, cũng như là khán giả cũng rất là đông. Mà mình lại được cái thành tích nó cao vậy nữa, thì mình cũng chứng tỏ được là mình đã làm được cái gì, và mình đã có một cách chạy như thế nào, một ngày chạy của mình nó tuyệt vời như thế nào. Với một người như Bình, khi mà mình theo dõi mùa giải này thì như mình cảm nhận được là khán giả đã ủng hộ cho các bạn rất là đông. Không biết là khi mà bạn đua thì bạn có nhìn lên trên khán đài không? Nếu mình nhìn lên khán đài á thì chắc chắn là mình sẽ không đua được. Mình chắc chắn là mình sẽ không đua được, nhưng mà mình sẽ vẫn có nhìn. Những cái dòng đầu tiên mình ra đi, mình vẫn sẽ có những cái nhịp chào khán giả, những dòng warm up á, mình sẽ chào khán giả, mình sẽ nhìn coi là ai đang theo dõi mình. Mình nhìn hết một dòng này luôn, mình thấy người này coi mình này, ông kia cũng coi mình này, chỉ kia coi mình kia, mình thấy là cũng vui. Khi mà bạn đua xong, bạn có bao giờ bạn về bạn coi lại những gì mà mình đã thể hiện trên đường đua không? Điều đó chắc chắn rồi, trong tất cả những giải đua mình đều phải coi lại. Mà thậm chí những giải đua nước ngoài mình coi mình không thấy được mình chạy em đó luôn, tại vì nếu mà đem lên nước ngoài thì mình vẫn còn rất là thấp với mọi người. Môn đua xe ở Việt Nam mình nó vẫn chưa được phát triển nhiều, nên là cái kinh nghiệm và cái kỹ năng của những vận động viên trong nước mình nó vẫn chưa được phổ cập nhiều, nên là khi ra ngoài chắc chắn mình sẽ thua thiệt ở mọi người rất là nhiều. Mình phải học hỏi nhiều hơn, mình phải tìm hiểu những cái luật, tìm hiểu về cách chạy và cái xe đó mình phải setup như thế nào, nó có những cái gì đó nó mới mẻ hơn, mình phải học hỏi họ nhiều hơn. Nhưng trong khi đó những cái thứ đó là họ đi trước mình rất là xa rồi. Bạn nghĩ là đâu là những cái điều mà bạn đã làm được khi mà mình có cơ hội để thi đấu nước ngoài và mang về với Việt Nam? Mình cảm thấy cái khác biệt lớn nhất mà mình học được là cái nỗi sợ. Tại vì cái nỗi sợ mình chắc chắn là mình đam mê tốc độ rồi, nhưng mà tốc độ cao ai cũng thích, nhưng mà không phải cái tốc độ cao trong cua ai cũng thích. Tốc độ cao trong cua nó rất là ghê, kiểu như là nó cái người của mình nó sát xuống mặt đường luôn. Thì cái lần đầu tiên mình qua bên sân đấu quốc tế thì nó cảm giác đầu tiên của mình là sợ đó. Vì lần đầu tiên mình ở Đại Nam á thì mình lao vô cua tốc độ chỉ có khoảng chừng 150 đổ lại thôi, thì nó rất là nhanh. Nó là cái cua đầu tiên, cua một Đại Nam, thì tốc độ của mình chỉ lên tới đó thôi, nó là cái giới hạn maximum, là tốc độ cao nhất. Nhưng mà vô cua đâu phải mình cầm cứng ống ga mình vô đâu, mình cầm cứng mình vừa nghiêng vô rồi mình phải thòng lại nữa, thì tốc độ trong cua đã khác rồi. Nhưng mà qua nước ngoài cái sân nó lớn hơn, tốc độ mình phải cao hơn, thì mình phải làm quen với nó, mình phải học hỏi được cái cách làm sao mình điều khiển cái xe trong cái cua đó và với cái tốc độ đó. Thường thì cái tốc độ ở Đại Nam thì mình cảm thấy nó vừa đủ thôi, thế là nó không có sợ, nhưng mà nó không có sợ bằng ở nước ngoài. Thì mình học cái đó, mình tập được cái đó, mình chiến thắng được cái nỗi sợ tốc độ đó, thì khi mình về lại trong nước mình cảm thấy mình tốc đã độ vượt qua được cái tốc độ trước kia mình sợ nó không còn nữa. Còn về xe cộ các thứ giờ đây thì chắc hẳn là nó cũng sẽ phải phức tạp hơn để bạn đầu tư trước khi bước vào mùa giải HTV Series đúng không? Đúng rồi, giống như cái cách lúc mình chạy ở Đại Nam ở những năm trước thì cái xe mình không cần có chỉnh chu quá nhiều. Mình chỉ cần cái xe nó ổn định vừa đủ, tại vì lúc đó mình chưa chạy nhanh. Như bạn mình có thể chạy một cái xe đó với một cái tốc độ khoảng chừng 100 km/h đi trong một cái cua đó, thì cái xe của như mình nó sẽ setup
đủ với lại cái tốc độ trong cái nhanh giờ. Nhưng mình muốn cải thiện hơn nữa khi mình đã đi thi đấu nước ngoài hoặc mình trở về Việt Nam, mình ôm lại cái xe đó, tất nhiên cái tốc độ của mình nó sẽ cao hơn, thì mình phải nâng cấp xe, nâng cấp cái xe hơn, nâng cấp cái phần cứng của cái xe hơn. Qua mỗi sân chơi thì chúng tôi luôn mong muốn là mang đến những giá trị về tinh thần và những bài học, đặc biệt là với HTV Series lần này thì cũng có rất là đông các vận động viên tham gia, và đặc biệt là với quý vị khán giả, những ai yêu thích tốc độ, họ theo dõi rất là nhiều, rất là đông trên các nền tảng mạng xã hội mà chúng tôi có thể theo dõi được. Vậy thì bạn nghĩ rằng là thông qua một mùa giải như HTV Series cũng như là với các giải đua chuyên nghiệp thì điều gì có thể lan tỏa nhiều nhất đến với các khán giả, các cộng đồng đam mê tốc độ? Theo Phương nhìn thấy thì cái tinh thần mà mọi người đến với cái bộ môn này thì nó là một cái tinh thần cộng đồng, và cộng đồng mê xe là nhiều nhất, thì mê xe một phần và một phần đam mê tốc độ nữa. Thì để đến được cái bộ môn mà đua xe giống như ở HTV Series này thì thứ nhất là mình phải cần có một cái sự chuẩn bị nó chỉnh chu về kỹ năng, về xe, mà liên quan nhiều nhất vẫn là thể lực, thì giống như ban đầu mình đã nói, để mà nó có được một cái chặng đua tốt nhất, để có một cái tinh thần tốt nhất, để mình có thể lan tỏa được với nhiều người hơn, mình chứng minh được là đây là một cái giải đua nó thật sự chuyên nghiệp. Vậy thì bạn có thể chia sẻ với những vị khán giả mà có đam mê về tốc độ và những ai mà mong muốn theo đuổi bộ môn đua xe mô tô này, một bí kíp, thì đó sẽ là một bí kíp gì Phương có thể gửi tặng đến họ? Mình sẽ cố gắng mình kiếm được một cái chỗ mà một cái sân chơi lành mạnh hơn, nó liên quan tới những môi trường và những người chuyên nghiệp hơn, thì mình sẽ join vào đó và mình sẽ học hỏi để mình đi tới được những cái đội đua và những cái môi trường nó chính quy hơn, để mình tập luyện và mình nâng cao bản thân mình hơn. Và đặc biệt là ở bộ môn này thì không chỉ là phải có đam mê, thứ hai mà chúng ta cần phải có nữa đó chính là về thể lực, thứ ba đó chính là một môi trường chuyên nghiệp để chúng ta có thể học hỏi và trau dồi mỗi ngày. Cảm ơn Phương và ngày hôm nay đã đến tham gia cùng với chương trình Thể thao là cuộc sống. Cảm ơn mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia và đã theo dõi Vũ Phương và cả cái giải đua của HTV Series lần này. Thì mong rằng sắp tới thì những cái giải đua sắp tới thì mọi người sẽ theo dõi trực tiếp hơn và đến tận nơi để mà chứng kiến được là cái giải này nó thật sự chuyên nghiệp và nó thật sự rất là vui và nó có thể thỏa mãn đam mê của mọi người rất là nhiều. Vâng, và chúng tôi thì sẽ hy vọng là tiếp tục nhìn thấy bạn ở trên những điểm nóng của đường đua, và có thể là sẽ có thêm thật là nhiều cúp nữa trong khoảng thời gian sắp tới. Và đến đây thì chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Thể thao là cuộc sống của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Xin chào Nguyễn Vũ Phương và xin chào quý vị khán giả. Hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo nhé.